cục đá bùn này là mình khoan giếng mình lấy lên, là cái ống khoan nó lấy lên này các bạn. Cục đá bùn này là dưới mình khoan cái giếng của mình 120 mét này. 100 mét nha, nhầm. Lấy cục mà lên nó cứng khủng khiếp luôn. Đá bùn này là đá bùn xanh này, không phải đá bùn mà lại dễ vỡ như của mình đâu nghe các bạn. Đá này mà đá mài thì khỏi bàn luôn. Đây nè. Đây là loại đá bùn thường của mình nè. Đá này là đá trên mặt. Mài dao bén cực kỳ luôn các bạn. Nó bóng như gương. Nó bóng như gương luôn. Bạn thấy không? Còn đây là cái cục đá mình mua ở chợ nè. Cục này là nó dễ vỡ lắm các bạn, rớt một cái là nó bể liền. Nhưng mà mài dao, mà nhất là thép gió hoặc là dao nhật á, ôi trời mài nó bén kinh khủng luôn. Là cái loại này. Còn cái loại này thì nó cứng hơn. Trời ơi, cái cục này chắc phải mười mấy ký á, nặng kinh khủng luôn, mình một tay mình dân không nổi luôn. Ui. Hôm nay mình sẽ làm cục đá này bằng cục thành cục đá mài cho các bạn xem nha. Này mình dùng lưỡi hợp kim này các bạn. Lưỡi này mới cắt nè. Mới cắt được nó. Mình xẻ nó ra nè. Đây cục đá mình vừa làm xong đây các bạn. Mình làm cái khung cho người ta, khách người ta đặt nè. Để người ta mài dao bếp mà. Bỏ cục đá vào đây người ta để lên trên bếp người ta, mài. Là nó như này nè các bạn. Con dao này mình làm là từ thép gió nè các bạn. Cán này là cán gỗ xưa. Thép gió này nó cứ bóng mãi như vậy nè, nó không có sét. Mình lau, mình làm xong mình lau sạch là nó không có sét. Mình liếc sơ nó thôi mà nó bén cực kỳ. Tại vì cái này là nó đã bén sẵn rồi các bạn. Mình chỉ liếc sơ là cắt giấy cạo rau rồi ok. Cái lông mình đây nè. Cào được cả lông luôn. Rồi, xong. Chào tất cả mọi người nha.